FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cược cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 và 10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Manchester United và câu lạc bộ Middlesbrough. Đây là trận đấu thuộc vòng thứ tư của cúp FA và sẽ được diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 5 tháng 2. Và trận đấu này Man United sẽ tiếp đón Middlesbrough trên sân nhà, và theo mức tỷ lệ kèo trận đấu này thì Man United sẽ chấp Middlesbrough với mức kèo là 1,5, mức kèo phải hạ xuống còn 1,25 và tăng là 1,75, mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5 tùy theo kèo biến động. Thì trước khi đi vào nhận định, mời các bạn cho mình xin một like video, một share kênh nhé. 5 lần chạm trán gần nhất của Man United và Middlesbrough. Man United thắng 4, hòa 1 trước Middlesbrough. 5 trận thi đấu gần nhất của Man United thì họ thắng 3, hòa 1 và thua 1. 5 trận thi đấu gần nhất của Middlesbrough thì họ thắng 4 và thua 1. Và ở trận đấu này với mức kèo thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa đội chủ nhà Manchester United trận đấu này. Vì sao? Mặc dù cái mức kèo chấp cũng khá là cao, nhưng mà xét về thực lực hiện tại thì Man United vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn Middlesbrough về mọi mặt. Thứ hai, đây trận đấu này Man United có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba, này xét về phong độ như hành tích đối đầu thì Man United cũng đang khá là vượt trội hơn. Với lại là những lần mà chạm trán với Middlesbrough trên sân nhà thì Man United họ có kết quả khá tốt và thường là thắng với cách biệt là từ 2 bàn trở lên. Với cái mức kèo như thế này và cộng với chiều sâu đội hình của Manchester United và phong độ đang khá là ổn định nữa thì mình nghĩ một lần nữa họ sẽ vượt qua được Middlesbrough với tỷ cách biệt là 2 bàn trở lên. Cho nên mà tin tưởng mình thì bạn ưu tiên đi của chủ nhà Man United chấp 1,5. Nếu như chấp 1,5 mà cái về sau mà nó chưa nổ bàn mà nó hạ xuống thì bạn nên vào mạnh một lần nữa. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 3 trái. Thì những lần mà chạm trán rất có hai đội á, thì thường là từ 3 bàn trở lên là nhiều. Với lại là cũng đã lâu lắm rồi chúng ta không thấy Man United thắng đậm. Mình đi đón trận đấu này sẽ có tỷ số là 3-0 là 4-0 như vậy cho Man United. Cho nên bắt đầu tin tưởng mình nữa thì bạn canh tài hạ xuống 2,5 hoặc là đá tài 2,75 cũng được. Mức hiệp 1 thì cái mức kèo chấp nửa trái thì sẽ là 1,25. Hiệp 1 thì các bạn có thể là đá Man United và các bạn canh tài cho nó hại khoảng dưới một trái thì bạn hảo vào. Tại vì mặc dù Middlesbrough bị đánh giá của dưới nhưng mà muốn thắng Middlesbrough ngay từ những giây phút đầu tiên không phải gọi là dễ đâu. Mình nghĩ chắc khoảng qua khoảng 15 phút đầu thì Man United mới bắt đầu có bàn thắng. Và tấm bài trận đấu khuyên các bạn chọn Man United và đá tài ở hiệp 1 cũng vậy. Và xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhé.